Kính thưa quý vị, hàng trăm dancer từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ đang tập trung tại thành phố New York chuẩn bị qua đợt tuyển dụng đầu tiên cho chương trình vinh danh tài năng Radio City Music Hall. Đã có hơn 500 thí sinh đang đứng xếp hàng bên ngoài chờ đợi đến lượt biểu diễn trong vòng loại đầu tiên với đường nhảy nổi tiếng Rockettes. Những dancer phải hội đủ điều kiện chiều cao từ 1.67 cho đến 1.79m với thân hình cân đối và có thể đá chân lên cao trong tư thế đứng. Chân đá càng cao, dancer càng có cơ hội được tuyển chọn. Chị Kayla Schaffer đến từ tiểu bang Pennsylvania nói rằng tất cả mọi dancer tham dự buổi thi tuyển đều là những tài năng xuất sắc, đáng được khen ngợi. Sự tuyển chọn các vũ công cho chương trình Radio City Music Hall với điệu nhảy Rockettes sẽ qua nhiều vòng tuyển lựa khó khăn, sau đó trải qua thời gian tập dượt và chính thức trình diễn trong mùa Giáng sinh năm 2013. Giám đốc điều hành chương trình mừng đón Giáng sinh tại New York, ông Haberman nói rằng hiện nay nhu cầu cần các vũ công giỏi đang trên đà phát triển. Những điều kiện tuyển dụng tuy không khó khăn nhưng đòi hỏi các vũ công phải đạt những tiêu chuẩn chiều cao cần thiết, hình dáng mảnh khảnh, nhảy thử các điệu nhảy như jazz, ballet, tap dance và sau khi được tuyển vào vòng trong, đội vũ công sẽ bắt đầu các chương trình huấn luyện, nhất là trong điệu múa Rockettes, đá chân lên phía trước. Những dancer được chọn sẽ hiện diện tại trung tâm Radio City Music Hall vào ngày mai, bắt đầu các chương trình tập dượt những điệu nhảy phức tạp cho các buổi lễ truyền thống quan trọng vào tháng 11 và tháng 12 tại New York.